Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Những vụ tấn công liên tiếp bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga đã phơi bày lỗ hổng trong hệ thống phòng không hiện đại của Moscow. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ CSIS, các hệ thống phòng không của Nga nằm trong số những hệ thống vũ khí hiện đại nhất trên thế giới đã được hàng chục quốc gia sử dụng và có nhiều biến thể khác nhau Trung tâm cũng cho biết, mạng lưới phòng thủ của Nga hoạt động theo hệ thống 3 tầng và khó bị xâm nhập, nhưng dù hiện đại, những hệ thống này vẫn có lỗ hổng. Hồi tháng 7, một báo cáo cho hay, các UAV đã tấn công và làm hư hại hai tòa nhà không có người ở tại trung tâm Moscow, dù tòa nhà gần đó có hệ thống phòng không tiên tiến Pantsir S1 đặt trên mái nhà. Ông Samuel Mendez, chuyên gia về hệ thống quân sự không người lái và robot thuộc trung tâm phân tích hải quân ở Mỹ nhận định, những hệ thống phòng thủ như này không bao giờ là tuyệt đối vẫn luôn có lỗ hổng để có thể khai thác. Trước đó, một quan chức Ukraine cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhằm vào thủ đô Moscow ngày 24 tháng 7 đã cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ thống phòng thủ của Nga. Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscow với một UAV nhằm vào khu vực gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết không có thương vong trong cuộc tấn công. Ông Yuri Inat, Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không Panzer được lắp đặt trên mái nhà của Bộ Quốc phòng Nga nằm cách một trong những mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái khoảng 300 mét đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công từ Ukraine. Ông Inat giải thích rằng các hệ thống Panzer chỉ có khả năng bắn vào các vật thể ở tầm cao chứ không phải ở bên dưới. Do đó đây là lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga. Ông Inat nói, tôi không biết hệ thống Panzer sẽ bắn hạ các UAV hoặc các máy bay khác có tầm thấp hơn như thế nào hệ thống này được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu ở tầm cao. Các hệ thống phòng không Panzer đã được Nga triển khai vào tháng 1 năm 2023 sau khi Ukraine tiến hành thành công một cuộc tấn công trên không nhằm vào một mục tiêu trong biên giới Nga. Hình ảnh và video trên mạng xã hội vào đầu năm nay cho thấy các hệ thống phòng thủ Panzer trên mái nhà của các tòa nhà chính phủ quan trọng ở thủ đô Moscow. Theo Newsweek, trong khi các hệ thống phòng không khác như S-400 có hỏa lực mạnh hơn, hệ thống Panzer phù hợp sử dụng trong môi trường đô thị Hệ thống này được thiết kế để sử dụng ở cự ly gần và kết hợp giữa súng phòng không và tên lửa, có khả năng đánh chặn tên lửa không đối đất tốc độ cao ở khoảng cách 7 km và máy bay ở khoảng cách lên đến 20 km. Hệ thống phòng không Pantsir S1 cũng đã được lắp đặt gần nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự, hành chính và công nghiệp khỏi máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và vũ khí chính xác của đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng không khi đẩy lùi các cuộc không kích lớn. Mới đây, trong bản cập nhật về xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho hay hàng loạt UAV đã đánh trúng mục tiêu, cho thấy Nga có vẻ đang gặp khó khăn trong việc phát hiện và tiêu diệt các UAV đối phương. Điều này có thể khiến Nga phải suy tính lại chiến lược phòng không. Ngành công nghiệp sản xuất UAV nội địa của Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong giai đoạn xảy ra xung đột với Nga. Kiev còn có khả năng sẽ sản xuất 6 loại UAV tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Trên thực tế, Ukraine chỉ có thể sử dụng UAV nội địa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga Nguyên nhân là do các nước phương Tây yêu cầu Kiev không được dùng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov thừa nhận Kiev không có khả năng tự sản xuất vũ khí hạt nhân vì những vấn đề chính trị và công nghệ. Ông Danilov cho hay, đối với kho vũ khí hạt nhân bị giải trừ của chúng tôi, việc sở hữu lại rất khó xảy ra. Điều này không chỉ vì một số vấn đề chính trị mà còn vì những vấn đề công nghệ. Ông Danilov nói, tôi không thể nói cho bạn biết liệu cách này có hiệu quả trong trường hợp của Ukraine hay không, đồng thời thừa nhận bất kỳ nỗ lực nào của Kiev đối với vấn đề trên sẽ vấp phải những trở ngại nghiêm trọng. Theo đài RT, sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Ukraine được thừa hưởng 1 phần 3 số đầu đạn hạt nhân của Liên Xô cùng cơ sở hạ tầng đi kèm. Năm 1994, Kiev đồng ý giải trừ kho vũ khí này để đổi lại sự đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh theo bản ghi nhớ Budapest. Ukraine từng là một quốc gia hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Khi ấy có hơn 1.700 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái kích hoạt nằm trên lãnh thổ Ukraine. Lãnh đạo Ukraine giai đoạn đó quyết định từ bỏ kho vũ khí này. Các vũ khí hạt nhân được đưa sang Nga dưới sự giám sát của quốc tế. Các phương tiện phóng vũ khí hạt nhân đã bị phá hủy. Các hầm phóng tên lửa hạt nhân của Ukraine, ngoại trừ một hầm ở gần Kiev, đã bị cho nổ tung. Các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang bom hạt nhân đã được chuyển sang Nga hoặc đem đi tiêu hủy Tuy không còn vũ khí hạt nhân, Ukraine vẫn sở hữu nhiều chuyên gia về hạt nhân. Ngoài ra còn có 5 nhà máy điện hạt nhân được xây dựng ở Ukraine thời Liên Xô, đó là Zaporizhia, Rovno, Khmelnytsky, Nam Ukraine và Chernobyl. Một nhà báo đã phỏng vấn Tổng thống Joe Biden về việc ông có nghĩ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong tình thế tuyệt vọng là họ thua cuộc ở Ukraine hay không. Ông Biden đáp nhưng vẫn muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng. Tôi không nghĩ vậy. Ý ông Biden là những gì mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng giao tranh sẽ không thể kiểm soát nếu một quả bom hạt nhân được kích hoạt từ Nga và phương Tây trả đũa. Trong suốt thời chiến tranh lạnh, logic của học thuyết gian đe hạt nhân là việc sử dụng kho đạn hạt nhân chiến lược tầm xa sẽ là thất bại với cả Mỹ và Liên Xô. Tuy nhiên, mối lo hiện giờ là phương trình cân bằng đấy không rõ có tồn tại ở Ukraine không do chính quyền Kiev không có trong tay vũ khí này, còn cam kết của phương Tây, cụ thể là Mỹ, tới mức nào thì chưa rõ. Hiện nhiều chuyên gia cho rằng có lý do để hy vọng vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng ở Ukraine bởi nguy cơ thảm họa phóng xạ với chính Nga trong một cuộc chiến diễn ra sát lãnh thổ hay thậm chí là trong lãnh thổ của họ. Bản thân ông Biden cũng nói ông tin ông Putin vẫn là một người duy lý. CNN dẫn lời Joseph Serin Sione, chuyên gia về giải trừ vũ khí hạt nhân, từng là chủ tịch quỹ Plowshares. Khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là không cao, thậm chí là rất thấp, nhưng đây là một trường hợp xác suất thì thấp mà hậu quả thì nghiêm trọng trong khoa học về rủi ro, một biến cố xác suất cao và hậu quả nghiêm trọng đương nhiên là đáng sợ, nhưng một biến cố xác suất thấp và hậu quả nghiêm trọng cũng tương đương với một biến cố có xác suất trung bình và điều này là rất đáng lo ngại. Theo tờ Vedomosti của Nga ngày mùng 7 tháng 9, cuộc tập trận quân sự chung Mỹ Armenia sắp tới đang gây lo ngại ở Nga. Trong cuộc tập trận Eagle Partner 2023, binh sĩ hai bên sẽ tiến hành các hoạt động nhằm ổn định mối quan hệ giữa các bên xung đột trong việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Reuters dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết các trang thiết bị hạng nặng sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận và 175 binh sĩ, sĩ quan người Armenia và 85 lính Mỹ dự kiến sẽ tham gia diễn tập. Quan hệ Nga-Armenia đang xấu đi do tranh chấp Armenia-Azerbaijan đang diễn ra ở Nagorno-Karabakh, khu vực được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng có 120.000 người, chủ yếu là người dân tộc Armenia. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 8 tháng 9 Dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, truyền thông Armenia gần đây thường đưa tin tiêu cực về Moscow, một xu hướng không thể làm hài lòng cả hai nước. Bộ Quốc phòng Armenia ngày 6 tháng 9 thông báo rằng, các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ có tên Đối tác Đại bàng 2023 sẽ được tổ chức tại Armenia từ ngày 11 đến 20 tháng 9. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga là một phần tuyệt đối không thể thiếu của khu vực này nên không thể đi đâu cả. Ông Konkop nói, việc xích lại gần với NATO và phương Tây nói chung sẽ không mang lại điều gì tích cực trong việc giải quyết các vấn đề của Armenia. Đơn giản là họ không có đủ năng lực và nguồn lực. Thay vào đó, nó sẽ đưa đến sự bất ổn quá mức, điều mà Yerevan chắc chắn không cần lúc này. Theo các nhà quan sát, thời điểm diễn ra các cuộc tập trận Mỹ-Armenia lúc này là rất quan trọng. Sau khi Nga triển khai hoạt động quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, áp lực của phương Tây lên các nước láng giềng, đồng minh và đối tác của Nga đã gia tăng một cách mạnh mẽ. Armenia là đối tác chiến lược của Moscow và tất nhiên, chúng tôi có mối quan hệ rất lớn, nhưng họ đang bị các nước phương Tây kéo về phía mình. Chuyên gia Mikhailov cho biết, ngoài Mỹ, Pháp cũng đang cố gắng đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực. Chuyên gia này nói, Pháp ủng hộ Armenia và các hành động của họ. Pháp đang nỗ lực hết mình để vào khu vực. Ông Pashinyan đã nghĩ đến lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp khi tuyên bố rằng nếu Nga không thể đối phó, họ có thể mời những người gìn giữ hòa bình khác. Theo Stanislav Brichin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Imemoras và phó giáo sư tại Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Armenia phần lớn mang tính biểu tượng và sẽ không có tác dụng gì nhiều cho việc thực sự đảm bảo hòa bình và ổn định ở Armenia. Theo chuyên gia Pritchin, khi nói đến triển vọng trở thành thành viên NATO của Armenia, mọi chuyện cũng có vẻ ảm đạm vì Ankara khó có thể ủng hộ cho một diễn biến như vậy.